người Hà Nội phải cầu cứu tổng đài, tăng giờ thấp điểm để đi đổ xăng. Mặc dù trong 10 tháng qua, trị giá nhập khẩu của xăng dầu các loại tăng 130,3% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tình trạng cây xăng nhỏ lẻ, treo thông báo hết xăng, còn dầu vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân gặp khó trong việc đổ xăng. Cuối tuần qua, một số cây xăng của doanh nghiệp tư nhân ở các quận Hà Đông, Tây Hồ, Hà Nội thông báo hết xăng, còn dầu. Theo nhân viên bán hàng, việc hết xăng cục bộ do lượng dự trữ không đủ, xe bồn chở xăng hư hỏng hoặc chưa tới giờ được vào nội đô cấp hàng. Sáng ngày 31 tháng 10, khảo sát của PV Tiền Phong tại Hà Nội cho thấy hệ thống cây xăng đã trở lại tương đối bình thường, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tại cây xăng của Petrolimex trên địa bàn quận Long Biên như cây xăng phố Sài Đồng, cây xăng tại Nguyễn Văn Cừ, lượng người đến đổ xăng bình thường, không có cảnh xếp hàng. Tương tự, cây xăng ở quận Hai Bà Trưng như tại đê Nguyễn Khoái, cây xăng tại Trần Nhân Tông, tại quận Hoàn Kiếm như cây xăng ở Trần Hưng Đạo, người dân đổ xăng bình thường. Chị Nguyễn Lan, trú tại Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, cho biết từ giữa tháng 10 tới nay, lượng người đến đổ xăng đông hơn trước kia. Nhiều lần, đổ xăng phải chờ khoảng nửa tiếng mới tới lượt. Buổi tối, đồng nghiệp tới gần khu vực nhà tôi thì xe hết xăng, những cây xăng gần đó đều đóng cửa. Tôi gọi điện lên tổng đài hỏi địa chỉ cửa hàng xăng dầu của Petrolimex gần nhất, được hướng dẫn cây xăng trước đó đã hết, nay mở bán lại. Khan nguồn cung, nhiều cây xăng nhỏ lẻ đóng cửa, người dân đổ dồn về cửa hàng của Petrolimex trong khi dung tích bể chứa chỉ khoảng 15 mét khối. Đáp ứng nhu cầu bình thường nên thi thoảng hết xăng cục bộ. Sau 21 giờ, xe tét chở xăng được vào bổ sung nguồn hàng nhập vào, cây xăng tiếp tục mở cửa bán hàng, chị Lan cho hay. Sau một vài lần rơi cảnh nguy cơ hết xăng, anh Xuân Tiến, quận Long Biên, Hà Nội, cho biết trước kia nguồn cung dồi dào. Vị trí cây xăng khá dày nên thường đợi xe gần hết xăng mới đổ. Tuy nhiên, gần đây, anh Tiến chủ động đổ xăng vào thời gian rảnh rỗi, lựa chọn cây xăng lớn. Vị trí thưa người dù đi xa hơn so với bình thường nhưng không phải gặp cảnh hết xăng giữa chừng. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10 giảm so với kỳ 2 tháng 9, riêng xăng dầu các loại giảm 132 triệu USD, tương ứng giảm 33,8%. Tính đầu năm đến hết 15 trên 10, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xăng dầu các loại tăng 4 tỷ USD, tương ứng tăng 130,3%. Trong báo cáo giải trình tại phiên thảo luận kinh tế xã hội tại Quốc hội, ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong tháng 9 và đầu tháng 10, thiên tai, bão lũ xảy ra trên biển và nhiều vùng miền của cả nước làm chậm các chuyến tàu, chuyến xe chở xăng dầu về cung ứng cho các đơn vị bán lẻ. Mặt khác, cũng trong thời điểm này, các lực lượng chức năng cả trung ương và địa phương đã đấu tranh triệt phá thành công một số vụ buôn lậu, làm giả xăng dầu với số lượng lớn đến hàng chục ngàn mét khối nên ít nhiều cũng đã có ảnh hưởng tới phân phối, kinh doanh xăng dầu trên một số địa bàn. Khi khan hàng, các thương nhân phân phối quay lại mua hàng để phân phối cho hệ thống bán lẻ của mình đương nhiên sẽ không còn cơ hội và vì thế cũng làm cho sự đứt gãy. Ở một số nơi, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lý giải.